Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình bề trên ban phúc, đón các xô hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe thần kỳ, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban mệnh vận trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, chúc mừng tuổi Canh Thân sinh năm 1980, gặp thời đổi vận, tiền về tới tấp, phát tài giàu nhanh chóng mặt, đúng 3 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch 2024. Kính chào quý anh chị đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Trước hết, xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, bình an và may mắn, nhất là trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này. Thời điểm cuối tháng là lúc vạn vật chuyển mình, cũng là lúc vận khí của mỗi người sẽ có những biến chuyển lớn. Vì vậy, hãy chuẩn bị tinh thần thật vững vàng để đón nhận những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vận trình của người tuổi Canh Thân sinh năm 1980, đúng trong 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Những ngày này, theo thầy tử vi sẽ có những sự kiện quan trọng và những dấu hiệu về tài lộc, sức khỏe và sự nghiệp. Đặc biệt, 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch này được gọi là 3 ngày đại lộc, sẽ mang lại cơ hội tài chính lớn cho người tuổi Canh Thân. Đây là những thời điểm mà các bạn có thể thấy rõ sự chuyển mình của vận khí, giúp đón nhận tài lộc dồi dào và thành công vượt bậc. Để hiểu rõ hơn, ta sẽ cùng phân tích chi tiết vận trình của người tuổi Canh Thân qua từng ngày. Theo tử vi, Canh Thân là những người có tính cách mạnh mẽ, thông minh và luôn biết cách tự tạo ra cơ hội cho mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng dễ dàng nắm bắt được cơ hội, vì đôi khi còn thiếu sự tinh tế trong việc nhận diện thời cơ. Do đó, trong giai đoạn cuối tháng 10 này sẽ có những ngày mà vận khí của bạn cực kỳ vượng. Những cơ hội tài lộc cũng như thành công trong công việc sẽ đến một cách bất ngờ, nhưng cũng có những ngày bạn cần phải cẩn trọng và thận trọng trong mọi quyết định. Đặc biệt, trong 3 ngày đại lộc mà tử vi đã chỉ rõ, người tuổi Canh Thân sẽ có cơ hội gặp được quý nhân, được giúp đỡ trong công việc, gặp may mắn trong tài chính và thậm chí là có cơ hội đầu tư sinh lời. Những ngày này không chỉ mang lại tài lộc mà còn là cơ hội để bạn củng cố các mối quan hệ xã hội, làm giàu thêm những giá trị tinh thần trong cuộc sống. Tuy nhiên, để có thể tận dụng tối đa những cơ hội này, bạn cần phải có sự chuẩn bị tốt. Sự nghiệp, tài chính hay tình duyên đều cần sự cân nhắc kỹ lưỡng và không thể thiếu những bài học từ triết lý phong thủy và tử vi. Chúng ta không thể chỉ trông chờ vào may mắn mà phải có những bước đi vững vàng, một cái nhìn xa và một tầm nhìn dài hạn. Vậy, những ngày đại lộc đó là khi nào? Làm sao để bạn có thể chuẩn bị tinh thần và khai thác tốt nhất những cơ hội tài lộc, sự nghiệp trong 3 ngày đặc biệt này? Hãy cùng theo dõi kỹ hơn những phân tích chi tiết dưới đây để bạn có thể dễ dàng nắm bắt cơ hội, tận dụng sức mạnh của vận khí để cuộc sống thêm phần thịnh vượng và an khang nhé. Chúc mừng tuổi Canh Thân sinh năm 1980 gặp thời đổi vận, tiền về tới tấp, phát tài giàu nhanh chóng mặt nhờ 3 ngày đại lộc cuối tháng 10 âm lịch. Kính chào quý anh chị tuổi Canh Thân 1980, những người mà trong thời gian qua có thể đã trải qua không ít thử thách và khó khăn. Chắc hẳn không ít lần trong cuộc sống, quý vị cảm thấy mệt mỏi, cảm giác như mọi chuyện đều không thuận lợi, mọi nỗ lực đều chưa được đền đáp xứng đáng. Nhưng đừng quá lo lắng, vì tử vi của thầy đã chỉ ra rằng, trong 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, vận khí của tuổi Canh Thân sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ và đầy hứa hẹn. Thời điểm này chính là lúc mà tài lộc sẽ dâng lên mạnh mẽ, như một dòng suối dồi dào sau cơn mưa, mang theo những cơ hội thịnh vượng. Đặc biệt, có 3 ngày đại lộc, những ngày này sẽ là cơ hội hiếm có để quý vị mở rộng cánh cửa tài chính, đón nhận những thành công mà mình đã chờ đợi bấy lâu. Đó là thời điểm mà vận khí của Canh Thân không chỉ được cải thiện mà còn có thể bước vào giai đoạn thịnh vượng,
tạo dựng nền tảng vững chắc cho những kế hoạch lớn lao trong tương lai. Để có thể tận dụng tối đa những cơ hội này, quý anh chị cần nắm bắt và chuẩn bị thật tốt, bởi trong tử vi không chỉ có những dự đoán suông mà là những chỉ dẫn cụ thể, giúp ta biết khi nào nên hành động, khi nào nên dừng lại và khi nào cơ hội thực sự đến gõ cửa, nếu biết tận dụng đúng lúc. Những ngày đại lộc này không chỉ giúp canh thân có được nguồn tài chính ổn định, mà còn là cơ hội để quý vị phát triển sự nghiệp, củng cố các mối quan hệ và xây dựng một cuộc sống vững vàng hơn. Vậy làm sao để quý vị có thể đón nhận và khai thác tối đa những vận may này? Làm thế nào để mỗi bước đi đều thận trọng và đầy quyết đoán? Để không bỏ lỡ cơ hội quý giá đang chờ đợi, hãy cùng theo dõi tiếp để thầy tử vi chỉ ra những chi tiết quan trọng, những lưu ý đặc biệt trong 3 ngày đại lộc sắp tới, giúp quý anh chị tuổi canh thân có thể nắm bắt thời cơ một cách chính xác và hiệu quả nhất. Về công việc và sự nghiệp, quý anh chị tuổi canh thân 1980 thân mến, trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này, vận khí công việc và sự nghiệp của quý vị sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ và đầy triển vọng. Theo như những gì thầy tử vi thấy được từ vận mệnh, đây là giai đoạn mà người tuổi canh thân sẽ nhận được nhiều tín hiệu tích cực, là lúc để quý vị phát huy hết khả năng vào bản lĩnh của mình. Đặc biệt, những ai đang làm việc trong môi trường công sở hay các lĩnh vực cần sự sáng tạo và tư duy độc lập sẽ có thể cảm nhận rõ rệt sự thuận lợi trong công việc trong những ngày cuối tháng 10 này. Các dự án, nhiệm vụ mà quý anh chị đang thực hiện có khả năng diễn ra rất suôn sẻ. Đặc biệt, những nỗ lực bền bỉ, những giờ phút vất vả và cống hiến trước đó của quý vị sẽ được ghi nhận. Và đây chính là lúc mà thành quả từ sự chăm chỉ đó bắt đầu nở hoa. Các cấp trên hoặc đồng nghiệp sẽ nhận thấy sự cố gắng và cống hiến của quý anh chị, từ đó mở ra những cơ hội thăng tiến, nâng cao vị thế trong công việc. Đừng bất ngờ nếu bạn nhận được lời khen, thậm chí là những phần thưởng xứng đáng mà mình đã cố gắng rất lâu để đạt được. Với những người tuổi canh thân đang kinh doanh, đây là một khoảng thời gian vô cùng thuận lợi để làm mới các dự án, tìm kiếm cơ hội đầu tư hoặc mở rộng quy mô. Dưới sự chiếu mệnh của các sao tốt, đặc biệt là vào những ngày đại lộc, thị trường sẽ có những dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Những giao dịch dù lớn hay nhỏ cũng sẽ mang lại lợi nhuận cao, góp phần ổn định tài chính và tạo nền tảng vững vàng cho những kế hoạch dài hạn. Nếu quý anh chị đang tìm kiếm đối tác mới, mở rộng phạm vi kinh doanh hoặc thậm chí thay đổi chiến lược, thì thời điểm này chính là cơ hội tuyệt vời để thực hiện. Những dự án sẽ tiến triển thuận lợi và có khả năng phát triển bền vững, lâu dài. Đặc biệt, theo những phân tích từ tử vi, nếu anh chị có ý định đầu tư vào các lĩnh vực mới, việc này cũng sẽ rất thuận lợi trong giai đoạn này. Hãy mạnh dạn tiến bước. Nhưng nhớ rằng, dù vận may có đến thì sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cẩn thận trong các quyết định sẽ giúp quý vị đạt được thành công bền vững hơn nữa. Trong những ngày này, các cơ hội đầu tư sẽ không chỉ là bước tiến trong sự nghiệp mà còn là cơ hội tạo ra những mối quan hệ quan trọng, giúp quý anh chị mở rộng mối quan hệ xã hội và củng cố những nền tảng vững chắc trong công việc. Tóm lại, 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch là khoảng thời gian tuyệt vời để tuổi canh thân khẳng định năng lực và tạo dựng cơ hội thăng tiến trong công việc. Đây là lúc mà vận khí thuận lợi, cơ hội phát triển đang chờ đợi để bạn nắm bắt. Chỉ cần có sự chuẩn bị tốt và quyết đoán, những bước đi trong công việc của quý anh chị sẽ mở ra một tương lai đầy hứa hẹn, thịnh vượng và vững mạnh. Về phương diện sức khỏe, quý anh chị tuổi canh thân 1980 thân mến, ngoài việc đón nhận những vận may tài lộc trong công việc và sự nghiệp, thì sức khỏe cũng là yếu tố không thể bỏ qua trong giai đoạn này. Đặc biệt, khi thời tiết chuyển mùa, hệ miễn dịch của chúng ta dễ bị ảnh hưởng, nên những vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa và hệ hô hấp sẽ cần được chú ý nhiều hơn. Chính vì vậy, thầy tử vi xin nhắc nhở quý anh chị cần đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc cơ thể để không chỉ có sức khỏe tốt, mà còn có đủ năng lượng để tận hưởng những điều tốt đẹp mà vũ trụ đang ban tặng. Lúc này, chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng. Hãy ưu tiên những món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa và giàu dưỡng chất để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Bổ sung vitamin, khoáng chất và các loại thực phẩm tươi mát sẽ giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, bảo vệ hệ tiêu hóa và hô hấp khỏi những tác động xấu của thời tiết. Một bữa ăn đầy đủ chất sẽ không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn tạo ra nguồn năng lượng dồi dào, giúp quý anh chị giữ được sức khỏe và tinh thần thoải mái, sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới. Bên cạnh đó, việc duy trì một lối sống lành mạnh với chế độ sinh hoạt điều độ là yếu tố vô cùng quan trọng. Hãy ngủ đủ giấc,
Nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể có thời gian phục hồi và tái tạo năng lượng. Nếu có thể, hãy sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động thể chất nhẹ nhàng như đi bộ hay yoga. Những bài tập này không chỉ giúp nâng cao sức khỏe thể chất mà còn giúp tâm trí trở nên thư giãn, giảm căng thẳng, tạo sự cân bằng trong cuộc sống. Trong những ngày đại lộc, khi vận khí tài lộc đang đến gần, tâm trạng vui vẻ, lạc quan sẽ là yếu tố rất quan trọng, giúp quý anh chị thu hút thêm may mắn và tài lộc. Một tâm hồn thoải mái, một tinh thần tích cực chính là chìa khóa để mở cánh cửa của hạnh phúc và thành công. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ, đón nhận niềm vui một cách trọn vẹn, vì chính sự vui vẻ này sẽ tạo ra những rung động tích cực, mang lại sự hanh thông cho mọi việc. Cuối cùng, xin nhắc lại rằng, sức khỏe chính là nền tảng vững chắc để quý anh chị có thể tận dụng tối đa những cơ hội trong công việc và cuộc sống. Hãy chăm sóc cơ thể, giữ gìn tinh thần lạc quan và mạnh mẽ, để không chỉ đón nhận tài lộc mà còn có thể sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Về phương diện gia đạo và tình cảm, quý anh chị tuổi Canh Thân, thân mến, trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này, gia đạo của quý vị sẽ đón nhận những vận khí vô cùng thuận lợi. Vận khí tốt đẹp sẽ mang lại không khí hòa thuận, ấm áp và đầy yêu thương trong tổ ấm của bạn. Đặc biệt trong giai đoạn này, những mối quan hệ gia đình sẽ càng trở nên gắn kết hơn, không chỉ qua những lời nói mà còn qua những hành động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương lẫn nhau. Đây là thời điểm mà quý anh chị có thể dành thời gian để gần gũi hơn với những người thân yêu trong gia đình, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm, làm dấy lại những liên kết tình cảm vốn đã bền chặt. Tình cảm gia đình sẽ thăng hoa, các thành viên trong nhà sẽ hiểu nhau hơn và những mâu thuẫn dù nhỏ hay lớn cũng sẽ được giải quyết một cách êm đẹp. Đây là lúc mà những hiểu lầm trước đây được tháo gỡ, những xích mích được xóa bỏ, thay vào đó là sự thấu hiểu, cảm thông và tôn trọng lẫn nhau. Đối với người tuổi Canh Thân, một gia đình hòa thuận chính là nguồn năng lượng vô cùng quan trọng, giúp quý anh chị có thể tiếp tục vững bước trên con đường sự nghiệp và cuộc sống. Hơn nữa, đây cũng là thời điểm quý anh chị có thể đón nhận tin vui từ con cháu hoặc người thân, những thành công trong học tập, công việc hay thậm chí là những niềm vui giản dị trong cuộc sống sẽ làm cho bầu không khí gia đình thêm phần hạnh phúc. Có thể là những bước tiến trong công việc của con cái, những thành tựu đáng tự hào mà gia đình cùng nhau chia sẻ, hay đơn giản là những khoảnh khắc vui vẻ khi cả gia đình quây quần bên nhau. Những tin vui này sẽ mang lại niềm hạnh phúc lớn lao và sự ấm áp trong trái tim mỗi người. Hãy dành những giây phút này để cùng gia đình tận hưởng niềm vui, yêu thương và gắn bó. Mỗi nụ cười, mỗi cái ôm, mỗi lời nói yêu thương sẽ tạo nên một bức tranh gia đình đầy màu sắc, đong đầy hạnh phúc. Và đặc biệt, đừng quên rằng tình cảm gia đình là nguồn động lực lớn lao giúp quý anh chị luôn vững vàng trong cuộc sống, dù gặp phải bất kỳ thử thách hay khó khăn nào. Thầy Tử Vi nhắn nhủ, hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình, vì đó chính là tài sản quý giá mà không gì có thể thay thế được. Tình cảm gia đình không chỉ là những gì được trao đi, mà còn là sức mạnh giúp ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Ba ngày đại lộc, cơ hội phát tài, phát lộc. Thưa quý anh chị tuổi Canh Thân, trong 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, vận khí tài lộc của quý vị sẽ dâng cao như một cơn sóng mạnh mẽ, mang đến những cơ hội phát tài, phát lộc không thể bỏ qua. Đây là thời điểm mà Tử Vi chỉ ra 3 ngày đặc biệt, những ngày đại lộc sẽ tạo nên bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp và tài chính của người tuổi Canh Thân, đó chính là ngày 28, 29 và 30 âm lịch. Hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, tận dụng thời cơ để đón nhận may mắn, tài lộc dồi dào mà vũ trụ mang đến. Dưới đây là những chi tiết quý báu về từng ngày đại lộc. Ngày 28 tháng 10 âm lịch, mở cửa đại lộc, cơ hội tài lộc đang chờ đón. Ngày 28 tháng 10 âm lịch này, vận khí tài chính của người tuổi Canh Thân sẽ đạt đỉnh điểm, mở ra một cánh cửa đại lộc với vô vàn cơ hội vàng. Đây không chỉ là một ngày bình thường trong tháng mà là một ngày vàng đầy hứa hẹn, khi năng lượng vũ trụ hội tụ để mời gọi quý anh chị bước vào một chuỗi ngày may mắn và thuận lợi. Nếu quý anh chị đang nắm trong tay những hợp đồng quan trọng hay có những giao dịch tài chính lớn cần thực hiện, ngày 28 chính là thời điểm hoàn hảo để đưa mọi kế hoạch vào hành động. Đừng ngần ngại đàm phán hay ký kết các hợp đồng có giá trị, vì vận may sẽ chiếu cố, giúp mọi việc diễn ra thuận lợi và mang lại kết quả tốt đẹp. Những thỏa thuận mà quý anh chị thực hiện trong ngày hôm nay sẽ được chào đón bằng những cơ hội hợp tác bền vững. Những mối quan hệ kinh doanh đáng tin cậy và cả những đối tác tiềm năng
tất cả đều sẽ đồng hành cùng quý anh chị trong tương lai dài lâu. Đặc biệt, đây còn là một cơ hội tuyệt vời để mở rộng mạng lưới quan hệ kinh doanh, tìm kiếm đối tác mới hoặc phát triển các kênh hợp tác. Nếu quý anh chị đang có ý định mở rộng quy mô công ty, phát triển sản phẩm mới hay thậm chí là tìm kiếm những thị trường mới, thì đây chính là thời điểm lý tưởng để thực hiện những bước đi đó. Đừng e dè hay lo lắng về những thách thức phía trước, vì vũ trụ đang ủng hộ và mở ra những cánh cửa mới cho sự nghiệp của bạn. Ngày 28 tháng 10 âm lịch này, vận khí tài chính dồi dào và một làn sóng năng lượng tích cực sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp quý anh chị không chỉ đạt được mục tiêu tài chính, mà còn mở ra những hướng đi mới, phát triển lâu dài và vững chắc. Những kế hoạch mà quý anh chị đang ấp ủ trong lòng, dù là lớn hay nhỏ, đều sẽ có cơ hội được thực hiện thành công nếu bắt tay vào ngay trong ngày này. Mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng, tài lộc sẽ đến một cách tự nhiên và tràn đầy. Hãy tin vào sự may mắn, vào những cơ hội đang chờ đón và tận dụng hết mọi nguồn lực để tiến về phía trước. Đây chính là thời điểm vàng để quý anh chị bứt phá, khẳng định bản thân và tạo dựng nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai. Ngày 29 tháng 10 âm lịch, đỉnh cao đại lộc cơ hội, tài lộc tăng vọt. Ngày 29 tháng 10 âm lịch này không chỉ là một ngày bình thường mà là đỉnh cao của vận may, là khoảnh khắc mà người tuổi Canh Thân sẽ nhận được một luồng gió mới, mang lại sự chuyển biến tích cực cho tài chính và công việc. Nếu như trong suốt tháng 10 âm lịch, quý anh chị đã cảm nhận được những dấu hiệu của tài lộc, thì hôm nay chính là thời điểm đỉnh điểm, nơi mọi cơ hội tài chính dồn dập đến, mở ra những cánh cửa lớn giúp quý anh chị gia tăng thu nhập một cách mạnh mẽ và bền vững. Đặc biệt, đối với những ai đang hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hoặc kinh doanh, ngày 29 tháng 10 này là cơ hội vàng để thấy được những khoản lợi nhuận tăng vọt, mang lại sự thịnh vượng và an tâm về tài chính. Quý anh chị sẽ cảm nhận rõ ràng rằng những cố gắng, nỗ lực trong suốt thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng. Các quyết định tài chính trong ngày hôm nay sẽ được hỗ trợ bởi vận may, khiến mọi giao dịch trở nên suôn sẻ, hiệu quả và mang lại kết quả tích cực vượt ngoài mong đợi. Nếu quý anh chị đang có kế hoạch đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, đừng ngần ngại nữa, bởi ngày hôm nay chính là thời điểm lý tưởng để bắt tay vào thực hiện. Bất kể là một khoản đầu tư vào bất động sản, chứng khoán hay thậm chí một dự án kinh doanh mới, tất cả đều sẽ mang lại lợi ích lâu dài. Những quyết định tài chính vào ngày này sẽ giúp tài chính của quý anh chị trở nên ổn định hơn, vững mạnh hơn và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Ngày 29 còn đặc biệt vì khả năng gặp gỡ và nhận được sự giúp đỡ từ những người có kinh nghiệm trong ngành, những nhà đầu tư kỳ cựu hoặc những quý nhân trong lĩnh vực tài chính là rất cao. Đây là cơ hội để quý anh chị học hỏi và tiếp thu những lời khuyên quý giá từ những người đi trước, giúp nâng cao chiến lược và phương pháp đầu tư của mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội để tạo dựng những mối quan hệ này, vì họ có thể trở thành quý nhân phù trợ, giúp bạn có nhìn rõ ràng hơn, đưa ra quyết định đúng đắn và mang lại lợi ích lâu dài. Với sự kết hợp giữa tài năng, cơ hội và sự giúp đỡ từ những quý nhân, ngày 29 tháng 10 âm lịch sẽ là ngày đại lộc mạnh mẽ nhất trong tháng này, mang đến cho người tuổi Canh Thân không chỉ tài lộc mà còn là sự tự tin và động lực để tiến xa hơn trong con đường tài chính và sự nghiệp. Ngày 30 tháng 10 âm lịch, đỉnh cao đại lộc, cơ hội đột phá và vận may tài lộc bùng nổ. Ngày 30 tháng 10 âm lịch sẽ là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong tháng, không chỉ vì là ngày cuối cùng của chuỗi đại lộc, mà còn bởi đây chính là thời điểm đỉnh cao của vận may tài lộc. Đối với người tuổi Canh Thân, ngày này như một cột mốc quan trọng, mở ra những cơ hội tuyệt vời và khả năng bùng nổ tài chính mà bạn đã chờ đợi từ lâu. Nếu quý anh chị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hôm nay chính là lúc để bạn thu về những kết quả mỹ mãn vượt ngoài mong đợi. Các kế hoạch lớn, những giao dịch trọng yếu hay những quyết định mang tính chất quyết định nếu được thực hiện vào ngày này sẽ có khả năng mang lại kết quả vô cùng khả quan. Quý anh chị sẽ nhận thấy rằng những dự án tưởng chừng như khó thành công, những hợp đồng tưởng như còn dang dở, nay bỗng chốc tiến triển thuận lợi, giúp tài chính của bạn được nâng lên một tầm cao mới. Đây là thời điểm tuyệt vời để ký kết hợp đồng quan trọng, thực hiện giao dịch lớn hoặc ra mắt một sản phẩm dịch vụ mà quý vị đã lên kế hoạch từ lâu. Mọi sự chuẩn bị chu đáo trước đó sẽ được phát huy tối đa, giúp bạn gặt hái thành công và thu về những khoản lợi nhuận lớn. Đặc biệt, trong ngày này, quý anh chị sẽ có cơ hội gặp gỡ những quý nhân, những người có thể mang lại cho bạn những lời khuyên đầy giá trị và sự hỗ trợ quý báu trong công việc và các dự án kinh doanh.
những người này không chỉ có tầm nhìn sắc bén mà còn rất nhiệt tình giúp đỡ, dẫn dắt bạn đi đúng hướng. Nhờ vào sự hỗ trợ của họ, các dự án và kế hoạch của bạn sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo thành công, vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Ngày 30 tháng 10 âm lịch sẽ là thời điểm mà quý anh chị sẽ nhận ra rằng mọi công sức và nỗ lực trước đây cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Tất cả những gì bạn đã chuẩn bị trong suốt thời gian qua giờ đây sẽ mang lại những kết quả đầy hứa hẹn, củng cố nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai. Đây là cơ hội để không chỉ gia tăng tài lộc mà còn để củng cố mối quan hệ, mở rộng mạng lưới kinh doanh và phát triển sự nghiệp lâu dài. Hãy tận dụng tối đa ngày đại lộc này để đạt được những thành tựu lớn và đón nhận những cơ hội tài chính mang tính bước ngoặt. Vận may đã đến và giờ là lúc để quý anh chị vươn tới những tầm cao mới trong sự nghiệp và cuộc sống. Thưa quý vị, trong lòng mỗi người đều có sự lương thiện. Khi nhìn thấy người khác rơi vào khốn khó, chúng ta thường không thể chịu nổi mà muốn giúp đỡ một tay. Nhưng nếu như chúng ta làm những việc tốt ấy chỉ vì để xoa dịu sự không đành lòng của chính mình, mà không phải thực sự cải thiện được hoàn cảnh của người khác, vậy thì đó chính là tiểu thiện lòng tốt nhỏ nhoi. Những việc làm tốt như vậy là do chúng ta không biết nhìn xa, ngược lại, đôi lúc còn khiến cho đối phương dễ dàng lâm vào sự nguy hiểm mới nữa. Có một câu chuyện kể về cái chết của hàng trăm con ngỗng hoang chỉ vì lòng tốt nhỏ nhoi của một ông lão như thế này. Có ông lão chứng kiến hai con ngỗng hoang bị mắc kẹt trong hồ đã động lòng trắc ẩn, nên hàng ngày ông lão đều đến cho chúng thức ăn. Kết quả là năm này qua năm khác, số ngỗng hoang ngày một nhiều hơn, chúng cũng không còn bay về phía nam để tránh cái lạnh nữa. Tuy nhiên, có một năm nọ, ông lão qua đời, hàng trăm con ngỗng hoang đến chờ được cho ăn đều chết đói hết cả. Khi giúp đỡ người khác, chúng ta nên suy xét toàn diện, cần phải nhớ rằng, cho người ta con cá, chi bằng cho người ta cần câu, đó mới chính là hành động nhân ái thực sự. Đừng chỉ nhìn vào lợi ích thiệt hơn trước mắt, mà phải cân nhắc sự lợi và hại về lâu về dài mà có hành động từ thiện hợp lý, như thế được gọi là đại thiện. Cổ nhân cũng thường giảng về đạo lý như vậy, gọi là tiểu thiện như đại ác, đại thiện tối vô tình. Tiểu thiện như đại ác, thời kỳ Xuân Thu, nước Lỗ quy định rằng bất kỳ người nước Lỗ nào đi qua nước khác, khi nhìn thấy người dân của nước mình làm nô lệ ở nước khác đều bỏ tiền ra chuộc họ về, sau khi trở về nước thì báo lên chính phủ để được hoàn trả lại tiền. Học trò của Khổng Tử là Tử Cống đã chuộc lại một người nước Lỗ ở nước khác, nhưng lại không đến báo chính phủ trả lại số tiền. Người dân trong nước đều ca ngợi sự cao thượng của Tử Cống, nhưng Khổng Tử thì lại không nghĩ như vậy. Khổng Tử trách cứ Tử Cống rằng hành vi cao thượng của con cuối cùng sẽ dẫn đến việc không ai sẵn sàng chuộc nô lệ nữa, bởi vì chuộc người xong không báo lên để được hoàn trả là phẩm chất cao thượng. Vậy nếu như ta chuộc người xong mà báo lên thì sẽ bị nói là nhân phẩm không tốt, vậy thì sau này còn ai muốn bỏ tiền ra để chuộc nô lệ về nữa chứ? Thực tế đã chứng minh, Khổng Tử nói đúng, sau Tử Cống, rất ít người báo lên chính phủ để lấy lại khoản tiền đã chuộc người, nhưng những người nô lệ được giải cứu cũng ít đi. Trong Liễu Phàm Tứ Quấn còn có một câu chuyện kể rằng có một vị tể tướng tên Lữ Văn Ý là một vị quan thanh liêm, sau này đã từ chức về quê. Có một người say rượu buộc miệng mắng chửi Lữ Văn Ý, rồi có người đã mách chuyện này lại cho ông biết. Lữ Văn Ý với tấm lòng thiện lương không truy cứu chuyện đó, nhưng không lâu sau đó người này đã phạm một tội nghiêm trọng hơn và bị kết án tử hình. Trong lòng Lữ Văn Ý áy náy vô cùng, không ngờ rằng ý nghĩ nhân từ nhất thời lúc đó của mình đã phóng túng để người đó trở nên lộng hành ngang ngược hơn. Từ đó đã phạm phải tội chết, nếu như lúc đó trừng trị, chỉnh đốn anh ta, nói không chừng đã có thể khiến anh ta quay về con đường chính đạo rồi. Khi đối nhân xử thế, cần phải luôn giữ một trái tim nhân hậu, nhưng không phải tất cả mọi ý tốt đều có thể mang lại kết quả tốt. Đã có rất nhiều tiểu thiện trái lại còn gây ra những thảm họa lớn. Hai câu chuyện này cho chúng ta biết rằng lòng tốt mù quáng có thể gây điều ác, cái gọi là tiểu thiện. Lòng tốt mù quáng chính là do bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, bị cảm xúc che mắt, vừa có ý niệm nhân từ, liền thuận tay làm ngay, như vậy gọi là tiểu thiện. Ví dụ như có người không thích sát sinh mà thích phóng sinh, nhưng nếu phóng sinh một cách mù quáng thì sẽ phá hủy môi trường sinh thái tại nơi đó, dẫn đến thảm họa diệt vong cho nhiều sinh vật khác. Khi người ta nhìn thấy trẻ em khuyết tật trên đường mong cầu sự giúp đỡ, thế là họ không thể nào không cho tiền. Những việc làm tốt nhỏ nhoi này có thể nhất thời giải quyết được vấn đề ăn mặc, nhưng về cơ bản, họ không thể thay đổi vận mệnh của những đứa trẻ. Điều xấu xa hơn nữa là có rất nhiều băng nhóm tội phạm,
nhìn thấy từ đó có thể lợi dụng lòng tốt của người ta để trục lợi. Chúng sẽ không ngần ngại bắt cóc trẻ em và khiến cho những đứa trẻ trở thành tàn tật và buộc chúng phải ra đường để ăn xin. Đây chính là tiểu thiện như đại ác, đại thiện tối vô tình. Khổng Tử còn có một người học trò tên Tử Lộ. Một hôm nọ lúc đi gần bờ sông, anh chàng này đã cứu một nông dân từ dưới sông lên. Người nông dân đã béo một con bò cho Tử Lộ để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Trong thời đại nông nghiệp, một con bò là một món quà vô cùng giá trị. Tử Lộ vui vẻ dẫn con bò đi khắp phố. Người qua đường bàn tán rì rầm, người này cứu người là tốt, nhưng lại nhận con bò của người ta, nhân phẩm thật xấu. Sau khi Khổng Tử biết điều đó, ông đã công khai khen ngợi Tử Lộ, bởi vì việc cứu người và nhận quà từ họ, sau này nó sẽ khiến cho nhiều người hơn sẵn sàng cứu những người sắp chết đuối trong tương lai. Sự lương thiện chân chính nhất định đều phải có lý trí, phải buông bỏ những nhân tố cảm tính, cảm xúc và tình cảm, không bị ảnh hưởng bởi tình cảm, không bị quấy rầy bởi cảm xúc. Vào thập kỷ 90, người Mỹ thương xót cho 4.000 con nai hoang dã trong khu rừng Kaba thuộc dãy núi Dốc Kỳ. Họ hy vọng chúng có thể tránh khỏi những con sói, nên lúc bấy giờ, Tổng thống Mỹ đã ra lệnh giết hại những con sói hoang trong rừng. Chẳng mấy chốc, những con sói bị giết hết sạch, số lượng nai hoang cũng bắt đầu tăng lên. Sau hơn 10 năm, loài nai hoang dã đã phát triển lên đến hơn 100.000 con. Tuy nhiên, do có quá nhiều nai nên chúng đã ăn sạch những cỏ dại, cây cối và rồi chúng cũng bắt đầu chết đói hàng loạt. Nhận thấy loài nai hoang dã sắp bị tuyệt chủng, nước Mỹ buộc phải đưa ra một kế hoạch dẫn sói vào nhà. Họ đã vận chuyển một đàn sói hoang từ Canada đến rừng Kaba và rồi đàn nai cuối cùng cũng đã được hồi sinh. Sự lương thiện có lý trí phải cân nhắc đến sự lâu dài và chuỗi nhân quả đằng sau mọi sự việc. Trong Đạo Đức Kinh nói rằng, trời đất không nhân từ, xem mọi thứ đều là cây cỏ, trời đất vốn đã có quy luật riêng, sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình cảm, cũng không có điều gì gọi là tốt hay xấu. Khổng Tử nói, trời có nói gì đâu, nhưng vẫn luôn chuyển động, vạn vật sinh sôi, trời cũng không nói gì. Trời đất có vẻ đẹp tuyệt vời nhưng không nói, trời đất sinh ra và nuôi dưỡng mọi thứ, nhưng không xem đó là một ân huệ, cho nên đó là tối vô tình. Vô tình nhất, làm việc tốt lớn lao không để chút dấu vết, đã vô tình mà lại càng vô ngôn, không nói, đây chính là cái gọi là đại thiện tối vô tình. Lòng lương thiện chân chính nhất định phải kết hợp với trí tuệ. Con người vừa phải thấu hiểu lòng người trong cuộc đời này, vừa phải hiểu được quy luật của thiên nhiên, tự nhiên, chỉ có như vậy thì những việc làm tốt của chúng ta mới hợp với lẽ trời. Không vi phạm quy luật tự nhiên mà lại còn giúp đỡ được người khác thoát khỏi nghịch cảnh, lòng tốt như vậy mới thực sự là sự lương thiện chân chính. Nhìn lại những ngày cuối tháng 10 âm lịch này, đặc biệt là 3 ngày đại lộc vào 28, 29 và 30 âm lịch, người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 sẽ bước vào một giai đoạn vô cùng thuận lợi, đầy cơ hội và vận may. Đây là những ngày mà cánh cửa tài lộc sẽ rộng mở, đón nhận những cơ hội dàn cho sự nghiệp và tài chính. Với những dấu hiệu tươi sáng từ vũ trụ, quý anh chị tuổi Canh Thân sẽ không chỉ chứng kiến sự gia tăng tài lộc mà còn cảm nhận được sự ổn định, vững vàng trong cuộc sống. Tuy nhiên, cơ hội chỉ đến với những ai biết nắm bắt và chuẩn bị sẵn sàng. Với sự chăm chỉ, khéo léo và niềm tin vào vận mệnh, quý anh chị sẽ dễ dàng đón nhận những kết quả tuyệt vời. Chính trong những khoảnh khắc quan trọng này, nếu ta có thể kết hợp lý trí và cảm xúc, sự tự tin và sự cẩn trọng, thì những cơ hội tài lộc này sẽ trở thành những thành tựu không thể ngờ tới, mang lại sự thịnh vượng cho bản thân và gia đình. Đây chính là lúc để quý anh chị chứng minh bản lĩnh, tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai và tiến gần hơn đến cuộc sống đầy đủ và viên mãn. Vận may đang đến gần và nếu biết tận dụng nó, bạn sẽ thấy rằng mỗi bước đi đều góp phần tạo dựng một hành trình thành công dài lâu. Sự chuẩn bị chu đáo cùng lòng tin vững vàng vào vận mệnh sẽ là những yếu tố giúp quý anh chị tuổi Canh Thân không chỉ thu về tài lộc mà còn là niềm hạnh phúc viên mãn trong gia đình và cuộc sống. Kênh Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo về tử vi, phong thủy và những vận mệnh của các tuổi khác. Chúng tôi kính chúc quý vị tuổi Canh Thân luôn bình an, may mắn và thành công trên mọi nẻo đường đời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.